Tại tỉnh Cao Bằng, Vụ Thương mại Biên giới và Miền núi Bộ Công Thương vừa phối hợp với Sở Công Thương Cao Bằng tổ chức hội nghị kết nối thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản qua cửa khẩu biên giới tỉnh Cao Bằng sang thị trường Trung Quốc. Những năm gần đây, cơ sở hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng được tập trung đầu tư xây dựng, đáp ứng yêu cầu phát triển của hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới với tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu của tỉnh có bước tăng trưởng khá. Năm 2015 tăng 31% so với 2014. Năm 2016 tăng 50% so với 2015. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là hàng nông lâm thủy sản, phần lớn là nhân hạt điều, cao su, tôm cá các loại, hoa quả khô, gạo tẻ, hạt tiêu, chè khô, mía cây nguyên liệu. Theo đại diện Sở Thương mại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trung Quốc, Quảng Tây từng bước tăng cường nhập khẩu các mặt hàng phục vụ sinh hoạt, và đặc biệt là hoa quả tươi của Việt Nam. Năm 2016, chính phủ Trung Quốc đã phê chuẩn cho Quảng Tây tăng thêm 4 cửa khẩu lên 7 cửa khẩu, chỉ định nhập khẩu hoa quả tươi, trong đó có Long Bang Quảng Tây Trung Quốc, Trà Lĩnh Cao Bằng của Việt Nam và Thủy Khẩu Quảng Tây Trung Quốc, Tà Lùng Cao Bằng Việt Nam. Tại hội nghị, Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng và Cục Thương vụ thành phố Bách Sắc, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trung Quốc đã ký biên bản ghi nhớ. Một số doanh nghiệp hai nước đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thương mại điện tử, trồng dâu nuôi tằm, trồng và chế biến gỗ.